Bánh mì phải có pate, siro phải có máu BD trong người. Đúng không ạ? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini qua mới trên kênh YouTube của mình cùng với anh Siro BD, Siro Official. Yeah. Ta đã nói lại cứ quýnh ta hoài, ta nói là Siro Official mà, người ta nói lộn mà kỳ quá. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời anh Siro vào trong đây để chơi chung với mình một con map bắt cua bạn ơi. Và hôm nay không phải là bắt cua bình thường đâu nha, mà hôm nay sẽ là bắt cua trả lời câu hỏi bạn ơi. Đó, ok. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Siro cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Ok, và bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video nữa bạn ơi. Nhạc bô. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là bắt cua trả lời câu hỏi nha. Thì hiện tại là mình với anh Rô đang ở trong một con map nhìn khá là dễ thương bạn ơi. Nó có màu xanh nè, màu hồng, màu tím nè, nhìn khá là cute phô mai que luôn các bạn ơi. Đó, cute phô mai que con gà tre đó. Ok. Thì anh. Anh thấy nó có nhiều màu lắm nè, nhìn nè. Màu đỏ nè, màu nâu nè, màu xanh lá nè, màu xanh vô. Ông tào lao hả? Cái này là cái kệ sách của ta chứ nó phải màu đâu tào lao tào lao. Đó, thì ở chỗ này bạn nó cho mình thêm quà sao để mình ăn nè anh, ăn vô. Đó, rồi có thêm thịt gà đồ nữa để cho mình dễ bắt cua nè, hợp lý. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ không ăn thịt gà đâu, tại chỗ này nó cũng dễ cho nên ăn thịt gà thì nhảy qua rất là nhanh. Trời ơi, chấm ba mấy này dễ ẹt rồi, có gì đâu khó. Tính ra em mới vừa nói xong cái em té luôn rồi. Tào lao rồi chứ. Ok rồi. Thì chúng ta bắt đầu vào vừa bắt cua vừa trả lời câu hỏi nha bạn. Ok, let's go, chào thôi. Thì câu hỏi đầu tiên của một bạn fan đã đặt ra cho em, đó chính là một cái bạn này thì em sẽ không đọc tên mẹ ra đâu, để gọi là tránh, gọi là làm lộ danh tính của những bạn fan ra. Thì câu hỏi đầu tiên chính là của một bạn đã bình luận rằng là câu hỏi này anh chuẩn bị nghe câu hỏi nha Rô. Ok, em chuẩn bị đọc nha. Ok nè, em chuẩn bị đọc nè. Ok. Ok, để trở thành một YouTuber thì cần những gì hả hai anh? Ý bạn này hỏi là chúng ta là để có thể trở thành một YouTuber thì bạn ấy sẽ phải cần chuẩn bị những cái gì đó. Cái này có lẽ một câu hỏi mà có rất là nhiều bạn muốn trở thành YouTuber sẽ phải biết. Ok, thì để mình trả lời trước nha, để em trả lời trước nha Rô. Ok. Thì để trở thành một YouTuber các bạn thì rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn phải cần cho các bạn, đầu tiên là một cái máy tính thật là mạnh, thật là xịn để các bạn có thể làm YouTube. Các bạn biết tại sao không? Là bởi vì á, chúng ta cần một cái máy tính để chúng ta vừa edit video nè, mà vừa gọi là sử dụng để gọi là quay video các kiểu nữa. Thì thường á, để chơi game thôi là cũng phải cần một cái máy tính thật là mạnh rồi. Mà đằng này các bạn vừa chơi game mà còn phải vừa quay video lại thì các bạn cần phải có một cái máy tính mạnh hơn nữa thì các bạn mới có thể gọi là quay video được, các bạn hiểu không? Đó. Và tiếp theo nữa là các bạn cần đến bàn phím, chuột các kiểu, thì những cái đó tất nhiên là phải cần thiết rồi. Và cuối cùng và cái tiếp theo nữa đó chính là cái gì ta? Một cái khu thật là yên tĩnh để các bạn có thể làm việc. Đó có thể là ở trong phòng của các bạn hoặc là ở đâu đó cũng được. Nói chung á là phòng của mấy bạn cái gì mà quay video quay trong toilet tào lao. Nói chung á là phòng của bạn phải thật là yên ắng, hiểu không? Phải thật là gọi là cái âm thanh nó không được gọi là ồn ào, hiểu không? Không thôi là sẽ gây ảnh hưởng đến việc quay video đó. Có nghĩa là các bạn cần một bộ máy tính thật là xịn nè. Tiếp theo nữa là cần có một cái căn phòng thật là im lặng để các bạn có thể quay video. Và cái này rất là quan trọng đó nha, để trở thành một YouTuber thì các bạn phải cần đến một kênh YouTube. Đó, cái đó là cái điều mà bất cứ ai khỏi cần nói hay chắc cũng phải hiểu rồi, đúng không? Đó, để làm YouTuber thì tất nhiên phải cần có một kênh YouTube mấy bạn ơi. Đó, thì hiện tại là mình đang là sở hữu gọi là ba kênh YouTube nè. Một kênh YouTube 1 triệu subscribe, hơn 1 triệu subscribe là kênh Phong Cận TV hiện tại. Và hai kênh YouTube, một kênh vlog và một kênh livestream cũng gần 100.000 subscribe các bạn ơi. Đó, thì nói chung nếu mà nói đơn giản hơn thì các bạn chỉ cần có một kênh YouTube thôi là mấy bạn đã trở thành YouTuber đó. Quá đơn giản đúng không? Đó, ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo của một bạn hỏi tiếp thì câu hỏi này em nghĩ sẽ dành cho Rô trả lời đi ha. Nãy em trả lời câu kia rồi, để lượt Rô trả lời nè. Ok. Câu hỏi tiếp theo là em muốn nghỉ học để làm YouTuber có được không anh? Đó, bạn này hỏi câu hỏi nghe rất là gọi là em nghe thôi em còn thấy khó chịu nữa mà. Nghĩ sao mà đòi nghỉ học làm YouTuber chạy? Anh trả lời đi Rô. Trên đây anh được nói đạo lý đúng không? Nói đạo lý đi em. Nói đạo lý đi. Người ta thật ra cái thứ này là một cái gọi là rất là bình thường thôi, nhưng mà không biết sao có nhiều bạn kêu mình nói đạo lý thôi, giờ tôi cũng coi như đạo lý luôn ha. Thì đầu tiên là nếu như mà bạn xác định bạn nghỉ học để bạn làm YouTuber ấy, thì mình nói thật là cái nghề này nó không hào nhoáng như bạn nghĩ đâu, nó chỉ hào nhoáng mặt bên ngoài thôi. Ví dụ như bạn nhìn về những cái mặt báo, về những cái mà bọn mình làm, những cái fanpage bọn mình làm, và đó là những thứ mà bọn mình đã phải đánh đổi rất là nhiều.
Ôi quên luôn các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ đi ngược lại nha, để gọi là kéo dài cái chỗ này ra nha, chứ map này ngắn quá. Ok tiếp đi luôn, nói tiếp đi. Ok, và những cái đó là bọn mình đã phải đánh đổi rất là nhiều năm, chứ không phải là bọn mình đụng cái là bọn mình lên được. Có những cái kênh người ta lên được, đó là một sự may mắn của người ta, nhưng mà chả có ai gọi là làm về cái nghề YouTube này mà kiếm lâu dài á. Mình nói thật với bạn luôn, bởi vì ai mà làm YouTube này là người ta cũng sẽ có một cái định hướng ở ngoài. Có rất nhiều bạn muốn lên làm với YouTube, là mình biết là các bạn đang có suy nghĩ là YouTube này kiếm nhiều tiền, mình sẽ bám với cái nghề YouTube này đến cuối đời của mình kiếm được nhiều tiền. Không phải như các bạn nghĩ đâu, để kiếm được nhiều tiền nó phải là cả một quá trình cố gắng, và YouTube này nó cũng không kiếm được nhiều tiền như bạn nghĩ luôn. Đây là bạn nào mà đang quyết định nghỉ học để làm YouTube ấy, thì mình nghĩ là tương lai các bạn mịt mờ phải đấy. Đúng vậy mấy bạn ơi, mình nói thật nha, mình nói thật các bạn luôn á, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì tốt nhất là các bạn không nên nghỉ học. Nhất là những bạn bây giờ hiện tại vẫn còn ở nhà ăn cơm mẹ nấu nè, với lại là mặc áo do ba mẹ mua cho nè, thì đừng bao giờ nghĩ đến ý định là nghỉ học nha. Bởi vì á, bây giờ mà nói thật với các bạn luôn nha, làm công nhân gọi là làm công nhân quét rác thôi cũng phải có bằng cấp 3 mới được làm, đúng không đâu? Đúng rồi. Đó, bởi vậy cho nên á là cái bằng rất là quan trọng luôn bạn ơi. Cho nên là các bạn không bao giờ được có ý định là nghỉ học nghe chưa. Nói đây nói chung á thì nếu như những bạn nào mà gọi là có gia đình kiểu giống như là bị khó khăn quá, không có tiền đi học mà phải đi làm phụ giúp ba mẹ, thì cái việc nghỉ học là bắt buộc rồi, phải chịu thôi, đúng không? Còn cái việc các bạn nói là các bạn được ba mẹ cho đi học mà đòi nghỉ học để làm YouTuber thì thôi mình chịu, mình không biết phải nói sao luôn á. Trời ơi là trời, nghĩ sao mà đòi nghỉ học để làm YouTuber. Mấy bạn nên bỏ cái ý định gọi là nghỉ học để đi làm YouTube đi, bởi vì nó không tốt nha các bạn nha. Ok, rồi mình nghĩ rằng bọn mình sẽ chuyển qua con map khác để bắt cua tiếp nha anh em. 1 hour later. Rồi ok, chúng ta đã chuyển qua một con map mới nữa bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục gọi là bắt cua trả lời câu hỏi nha anh em. Thì hôm nay là bọn mình sẽ làm một cái video thật là nghiêm túc, chứ không còn nhây nhây như gọi là những cái video bọn mình chơi game chúng nhau nữa. Hôm nay là một cái vấn đề rất là nghiêm túc, cho nên bọn mình phải trả lời nghiêm túc rồi, hiểu không đâu? Ok rồi, trời té luôn rồi. Ok thì câu hỏi tiếp theo cũng là của một bạn fan đã đặt ra câu hỏi này, nhưng câu hỏi này thì các bạn này lại muốn gọi là anh Siro trả lời hơn đó. Thì giờ em đọc qua cho Rô nghe nha. Ok em. Ok, câu hỏi này của bạn, một bạn có tên gì thì mình sẽ giấu tên nha, để tránh gọi là mấy bạn lại lôi tên của bạn đó ra chửi kiểu nên mình mệt lắm. Thì bạn này bình luận như thế này. Em chào hai anh, à không nhầm, em chào anh Phong Cận chứ, tại vì bạn đó bình luận trên kênh em mà. Em chào Phong Cận, em là gì, em là tên á, cái tên đó thì mình sẽ không đọc nha. Em là .. năm nay em 12 tuổi. Đó, 12 tuổi ha, cũng nhỏ ha, cũng nhỏ hơn em khoảng 6 tuổi á. Em rất là đam mê làm YouTuber, và hiện tại ba mẹ em đang không muốn em làm YouTube vì sợ em sẽ mê game, nhưng em rất là muốn làm YouTuber. Em có nên giấu ba mẹ để làm YouTube hay không hay anh? Đó, cái này thì rồi trả lời đi. Giấu ba mẹ để làm YouTube có nên không? Cái này nó cũng giống như câu hỏi vừa nãy. Năm nay 12 tuổi và em đang thích làm YouTuber. Và cái việc mà em thích đó chỉ dừng lại mức độ thích thôi, chứ em chưa sống chết với cái nghề này. Anh nói thật, em biết là khi mà cả team anh xác định làm với cái nghề này, đến với cái nghề này là bọn mình đã phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Bọn mình đã phải đánh đổi thời gian, gia đình. Và bọn mình đã phải đánh đổi thời gian bọn mình đi ra ngoài, bọn mình phải đi làm này làm nọ để bọn mình có thể ở nhà, để bọn mình làm cái nghề này. Và cái nghề này nó không đơn giản là chỉ ngồi ở nhà và làm việc, nó phải suy nghĩ và nó phải tốn rất là nhiều chất xám. Và nếu như mà các bạn giấu bố mẹ các bạn để làm YouTube đó cũng được thôi, nhưng mà các bạn phải chắc chắn một điều rằng khi mà các bạn làm, các bạn sẽ không có bị chểnh mảng việc học. Bởi vì mình thấy là 10 người mà kiểu còn đi học ấy, còn cấp 2, đặc biệt là cấp 2 nữa, mà có cái ý tưởng là làm về YouTube ấy, thì mình thấy là hết 9 người là bỏ học. Đúng rồi, nghỉ học hết. Nghỉ học hết. Nên là bạn nên cân nhắc việc này, bởi vì cái YouTube này nó chỉ là cái con đường ngắn, nó không phải là con đường dài. Còn cái tương lai của bạn, cái việc học của bạn nó mới khiến cho các bạn có thể đi được xa hơn. Nếu mà bạn cảm thấy bạn đánh đổi được tương lai của bạn cho cái nghề này, bởi vì cái nghề YouTube này, một là bạn lên, hai là bạn xuống. Bạn làm mà bạn xuống là coi như là bạn mất tất cả. Còn bạn lên được thì ok, đó là may mắn của bạn, nhưng mà bạn phải chấp nhận là bạn mất thì bạn làm. Còn nếu bạn không chấp nhận được là bạn mất tất cả, tức là cả tương lai, tất cả tương lai của bạn về số 0, thì mình nghĩ là no. Lo học đi bạn. Đúng rồi các bạn, những bạn nào mà còn nhỏ quá thì bạn đừng nên nghĩ đến việc gọi là giấu ba mẹ để làm YouTube hay là nghỉ học để làm YouTube nha. Tiếp nè, câu hỏi tiếp theo thì bạn này hỏi mình là: anh ơi, em nghe nói làm YouTuber kiếm được rất nhiều tiền, mỗi tháng kiếm được đến tận 1.8 tỷ. What the fuck? Em có nên nghỉ học để làm YouTube không? Lại tiếp tục theo một ông đòi nghỉ học làm YouTube anh ơi. Ai, trời ơi trời.
Này, tôi nói cho nghe này, tôi không biết là ông nghe cái tin mà 1 tỷ 8 đây ở đâu, có thể là từ những cái trang báo, nhưng mà tôi thật với bạn nhá. Người thật, việc thật ở đây. Nhá. Đúng mà, rồi. Cùng là người trong ngành thì tôi nói thật với mấy ông, một cái video mà 1 triệu view ấy, nó cũng không có nhiều tiền hết á. Nói thật, cái là chia sẻ thật luôn. Và bạn nhắm bạn làm được 1 triệu view chưa, hay là bạn làm được vài trăm view, vài nghìn view, xong rồi bắt đầu bạn nghĩ bạn làm được tiền không bạn ạ? À. Cái tiền YouTube này ấy, nhưng mà tiền nước ngoài nó cao lắm, nhưng mà nó cao với cái mức thu nhập Việt Nam mình thôi. Còn bên nước ngoài thì tiền YouTube này nó cũng chỉ bằng với cái mức sống của ta bên đấy. Và về Việt Nam mình cũng thế, cái tiền Việt Nam của mình mà kiếm một tháng ở YouTube ấy, đến bây giờ YouTube của mình kiếm một tháng chỉ được có 7-8 triệu à. Đúng rồi. Cái video đăng 1 tỷ 2. Mấy bạn biết không? Mấy bạn biết không? Mình nè, mình là cái người làm YouTube nè, cho nên mấy bạn phải nghe mình, chứ mấy bạn đừng có nghe mấy cái ông ở trên mạng mà ông nói là làm YouTube kiếm được nhiều tiền nữa. Bạn nghe theo mấy ông. Mình là mình với anh Siro là những người đã làm YouTube rồi nè. Còn mình kiếm được tiền từ YouTube thì bọn mình đã dám nói. Thì hiện tại á, mấy bạn nghe trên YouTube nghe ở trên mạng á, người ta hay nói là video 1 triệu view là kiếm được 100 triệu. Trời ơi trời. Mấy bạn biết không? Trên kênh YouTube của mình và kênh của anh Siro có hàng trăm video đạt được triệu view luôn rồi đó. Ở cái này nó hơi nói quá, nhưng mà nói chung là bọn mình đã có được rất là nhiều những video triệu view rồi. Thậm chí mấy bạn có thể lên trên kênh của mình và kênh anh Siro để xem. Đó, bọn mình có rất là nhiều những video đạt được triệu view, nhưng mà cái lương tháng bọn mình không hề mà được gọi là triệu như mà trên video nó thể hiện đâu các bạn ạ. À. Đây mình sẽ cho bạn xem đây. Đây là cái bảng mà hiện tại mình đang chụp cho bạn xem, chính là bảng lương của mình đây, thấy không? Đó. Mỗi tháng mình chỉ kiếm được từ gọi là 5 đến 9 triệu thôi. 5 đến 9 triệu thôi nha, chưa đạt được 10 triệu luôn anh em ơi, anh em xem nè, đó thấy không? Cao nhất của mình là được 9 triệu một tháng, đó thấy không? Và mấy bạn thử nghĩ đi. Bây giờ nè, tiền điện làm YouTube ha, một cái máy tính thôi, làm tiền điện một tháng, tiền điện có thể lên tới 1 triệu tiền điện nè, đó. Rồi sau đó tiền nhà có thể lên đến 2-3 triệu nè. Rồi tiền ăn uống, chưa kể tiền ăn uống, tiền mua quần áo kiểu nữa, cộng vô hết cũng được gần 5 triệu rồi đúng không? Đó, 5 triệu thì bây giờ bạn thử nghĩ nha. À, bây giờ 5 triệu thì chúng ta còn giữ lại được bao nhiêu? Chúng ta chẳng hạn giờ mình kiếm được tháng cao nhất của mình là 9 triệu đi, mình bỏ ra 5 triệu rồi thì mình chỉ còn có 4 triệu thôi. Mà 4 triệu thì các bạn nghĩ rằng là có tiết kiệm được lâu dài không? Trời ơi, xài thời gian cũng hết thôi. Tại giờ 4 triệu thì nó cũng đâu có nhiều lắm đâu đúng không? Đó, bởi vậy cho nên là mấy bạn à, mình biết rằng vài triệu có thể đối bạn nghe thì có vẻ là nó nhiều thiệt đó, nhưng một khi các bạn bước ra đời rồi, mấy bạn gọi là đi ra ngoài đường, các bạn đi làm rồi đó, thì các bạn có thể thấy là 4 triệu nó cũng không phải là con số quá lớn đâu. Ra ngoài ha, chơi một bữa game hay là ăn cái gì đó thôi cũng hết 4 triệu rồi. Giờ cuộc sống giờ cái gì nó cũng đắt đỏ hết, cho nên là các bạn đừng nghĩ rằng kiếm tiền YouTube là nhiều nha, không có chuyện đó đâu. Ok rồi, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và từ nãy giờ mình có những cái lời khuyên cho các bạn rồi đó, thì các bạn nhớ là đừng bao giờ nghĩ đến ý định là bỏ học làm YouTube nha, không bao giờ được nghĩ đến ý định đó nha. Còn cái việc mà làm YouTube tháng kiếm 1 tỷ 8 gì đó thì ông hãy chỉ giùm cho tôi cái ông bạn nào mà nói với ông câu đó, tôi đến tôi giả vô mỏ liền. Trời ơi trời, nghĩ sao mà kêu làm YouTube tháng kiếm 1 tỷ 8 vậy trời. Trời ơi, nếu mà kiếm 1 tỷ 8 ha là Phong đã mua được 100 căn nhà luôn rồi, chứ đừng mỗi tháng Phong mua được căn nhà, mỗi tháng Phong làm Phong kiếm được căn chung cư đó. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy? Mỗi tháng tôi kiếm chưa chắc được 10 triệu nữa, chứ nói là tỷ mấy. Trời ơi trời. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu như bạn thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ một nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của anh Siro cùng với các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu bắt đầu gì? Còn bây giờ chúng ta kết thúc video tại đây thôi. Bye bye, yêu đem phải nồi. Tạm biệt. Bye. Bye.